sao em không? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi, họ là... Em không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, người ấy là... Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi, hết rồi. Anh Chu Sa, yêu nhau là có tội phải không? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay ôm ấp mãi trong I'm not afraid.
kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh tiếp tục không thể tiếp tục canh nín để mất em. Anh sẽ